Mến chào các bạn và rất hân hạnh tái ngộ cùng các bạn trong chương trình giảng trực tuyến về phương pháp phân tích dữ liệu dùng ngôn ngữ R. Hôm nay là một cái phiên thực hành rất là đặc biệt liên quan đến cái cách mà chúng ta dùng mô hình hồi quy logistic trong machine learning. Nếu các bạn còn nhớ trong cái bài mà chia sẻ tuần vừa qua thì tôi có một cái phiên thực hành, thế nhưng cái phiên thực hành nó không có làm cho tôi hài lòng là bởi vì nó có dạy vấn đề kỹ thuật mà tôi nghĩ rằng có thể làm cho một số bạn theo dõi cảm thấy hơi lẫn lộn. Đó là lý do mà tại sao hôm nay tôi chỉ dành một cái phần đặc biệt cho cái phiên thực hành đó. Và tôi sẽ cố gắng giải thích cho thật là cụ thể và dễ hiểu để các bạn có thể theo dõi. Hôm nay không có nói về lý thuyết, chỉ thực hành thôi nha. Thì trên màn ảnh thôi, như các bạn thấy đây là cái error, phải không? Tức là cái giao diện của phần error. Bên đây là cái dữ liệu mà chúng ta thực hành, chúng ta đã thực hành. Và hôm nay sẽ quay lại cái dữ liệu này. Đây là dữ liệu nghiên cứu về bệnh tiểu đường ở người Mỹ da đỏ. Đây là nghiên cứu rất là nổi tiếng. Thì tôi sẽ làm từng bước để cho các bạn thấy. Đầu tiên là tôi sẽ load mấy cái library, tức là mấy cái chương trình để mà chúng ta có thể sử dụng. Cái chương trình đầu tiên là cần phải load là Read Excel để giúp cho chúng ta đọc cái dữ liệu mà dạng Excel như thế này. Kế tới là tôi sẽ gọi cái chương trình Keras, rất là quan trọng cho machine learning, nhưng mà tôi cũng gọi luôn cái chương trình nó tên là Tidyverse mà hôm trước tôi có giới thiệu với các bạn đó. Có lẽ tôi cũng nên load luôn cái chương trình nó gọi là CA Tools, nó rất là có ích trong cái việc mà gọi là classification, phân nhóm, phân loại rồi này nọ. Thành ra là đó là những cái công cụ mà chúng ta cần thiết cho cái phiên thực hành ngày hôm nay. Ok, thì bây giờ việc đầu tiên là tôi sẽ làm là tôi sẽ đọc cái dữ liệu reading data. Tôi sẽ ghi chú để các bạn thấy reading data. Xin phép các bạn, tôi làm tiếng Anh cho dễ hiểu. Không phải dễ hiểu mà dễ theo dõi. Ok, đầu tiên tôi sẽ đọc cái file đó vô. Tôi gọi cái đối tượng đó là DF, viết tắt cái chữ data frame đó các bạn. Read rồi gạch dưới khác Excel. Trong mắt của tôi thì chúng ta không có cần tìm cái folder, bởi vì mình chỉ cần kéo cái tên của cái file đó vô cái giao diện R, là coi như là nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái đường link sẵn sàng, rất là hay. Các bạn có thể kiểm tra xem head của DF. Thì cái khổ nổi cái head của DF này là như các bạn thấy là nó dưới cái dạng gọi là tuple tuple chứ không phải là table nha. Table nó khác nữa. Nên nếu mà các bạn muốn mà theo cái kiểu mà data frame mà thông thường á, thì các bạn có thể hết rồi cái mình chỉ sửa chữ này, các bạn nó hơi dài dòng chút, sửa s data frame rồi cái mở ngoặc cái đó ha, bị mình mở ngoặc hai cái dấu ngoặc rồi mình phải đóng hai dấu ngoặc, thì nó sẽ liệt kê 6 cái dòng đầu tiên theo cái cách mà chúng ta thường hay sử dụng trong R, phải không nào? Ok, thì bây giờ đó là cái dữ liệu mà chúng ta sẽ thực hành. Thì cái chương trình mà làm việc của chúng ta hôm nay là đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thấy rằng cái cách mà nó vận hành, cái vận hành của cái mô hình hồi quy logistic trên R nha. Thành ra là xin phép các bạn là tôi sẽ clear cái màn ảnh này để cho các bạn dễ theo dõi. Tôi muốn theo làm ngay từ đầu. Bây giờ giả sử nha, bây giờ chúng ta bắt đầu từ cái giai đoạn đầu tiên, tức là mình muốn tìm hiểu cái mối liên quan giữa glucose và diabetes. Để tôi liệt kê cái dòng hồi nãy để cho các bạn thấy nữa. Data frame. Thì ở đây chúng ta có cái biến outcome. Biến outcome này như các bạn thấy là nó được mã hóa là 0 với 1. Và nó là con số.
nó không phải là character nha. Thành ra bây giờ để mà làm cho nó dễ, tôi sẽ làm ví dụ á, tôi sẽ tạo ra một cái biến mới, tôi gọi là biến while. Và cái biến này á là tôi sẽ lấy nó S factor của cái biến outcome. À, để các bạn thấy, ok. Nhưng mà tôi cũng sẽ cho ví dụ, tôi sẽ tạo ra cái biến mới tôi gọi là DB. DB là viết tắt của chữ là diabetes các bạn. Và tôi sẽ dùng cái hàm gọi là if else. Là tôi mã hóa, tôi nói rằng nếu mà cái biến mà outcome này á mà nó bằng một á thì cái biến mà DB này nè sẽ bằng yes, còn else là sẽ cho nó là bằng no. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng trong cái dữ liệu DF á, chúng ta sẽ có thêm hai cột, và hai cột này á, để tôi sẽ list cho các bạn thấy nữa, thì hai cột này á, cái cột outcome là biến character, cột y á, xin lỗi, outcome là biến numeric, biến con số, y á là biến character, nhưng mà nó có mã hóa là một với zero. Cái biến DB này á là biến hoàn toàn character, và cái chữ số của nó cũng là character, cái giá trị của nó cũng cũng là character chứ không phải là chữ số. Lát nữa chúng ta sẽ quay lại, các bạn thấy là lý do là sao. Nên nhớ rằng cái mô hình mà hội quy thì logistics của chúng ta là nó sẽ mô hình là cái xác suất bằng một nha. Thành ra là tôi sẽ minh họa cho các bạn thấy summary glim, là tôi sẽ dùng cái hàm glim trong R bình thường, và tôi sẽ nói cái outcome này á, là hàm số của tôi nói ví dụ như là E và glucose thôi. Đây mình chỉ làm ví dụ thôi các bạn. Delta là bằng DF. Nhưng mà tôi cũng phải nói cho nó biết trước là bái nội xin lỗi family là bằng bái nội miêu, không có cần cái ok. Như vậy thì các bạn thấy á, là ở đây là nên nhớ rằng nó mô hình là với điều kiện là cái outcome này bằng một nha. Mà outcome này nó là một biến numeric. Bây giờ nếu mà tôi thay đổi, thay vì biến outcome mà tôi làm cái biến y này nữa, mà biến y là character nha các bạn, thì các bạn sẽ thấy sao, là cái ước số nó y chang nhau, tức là những ước số y chang nhau. Điều này nó nói rằng là đối với cái hàm glim á, trong R á, là nó rất là dễ giải, nó chỉ cần biết là lấy cái là y là bằng một thôi. Bây giờ nếu mà chúng ta lấy cái biến outcome là cái biến DB á, các bạn đã nhớ cái biến DB hồi nãy là nó có giá trị là yes là no ha, chứ không phải là 0 1 nha, thì các bạn sẽ thấy rằng á là nó không có chịu. Nó nói rằng là cái biến mà phụ thuộc trong mô hình hội quy logistics là phải 0 hay là 1, và nó chẳng cần quan tâm là 0 hay 1, đây là một cái character hay là một numeric. Ok, bài học số 1 là đối với cái biến glim, đối với cái hàm glim trong R thì cái biến phụ thuộc này nè phải là biến có chữ số 0 hoặc là 1. Ok, bây giờ á chúng ta sẽ làm machine learning. Tôi sẽ clear màn ảnh này nha các bạn. Tôi sẽ làm machine learning và dùng cái Carrot package. Thì trong machine learning á, việc đầu tiên á, là tôi sẽ defining control parameter, tức là tôi sẽ xác định những cái tham số trong việc mà huấn luyện cái mô hình, training cái mô hình, và tôi sẽ xem nó cái đối tượng là control, và cái hàm mà chúng ta sẽ dùng á, là train control là cái hàm nó nằm trong caret, và tôi sẽ nói rằng á, dự kiến của tôi sẽ làm cái cross validation, và tôi sẽ cho cái giá trị k, tức là cái số fold đó là sẽ bằng 10, vì cái dữ liệu của chúng ta nó cũng tương đối lớn. Và đây là những cái nó gần như là mặc định, thành ra summary function là sẽ là to class summary. Này mình phải cẩn thận chứ không thôi là nó viết sai chính tả không có được. Và tôi sẽ nói rằng cái class prop á, tức là cái xác suất á, là cho tôi là cái outcome là xác suất.
Thì bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cái mô hình và tôi sẽ đưa vào cái đối tượng gọi là fit, và chúng ta sẽ dùng cái hàm gọi là train trong carriage. Train cái gì? Cái form của chúng ta, cái form đó là sẽ là bằng y. Bây giờ tôi sẽ làm từng cái mà ha. Tôi sẽ nói là outcome, là các bạn sẽ thấy nó có vài vấn đề chút. Outcome đây á là tôi sẽ nói là bằng age bằng pregnancy và cộng với glucose. Cái dữ liệu của chúng ta sẽ thực hành á là DF, vì mình làm cross validation này các bạn. Và cái family á, cái methods á là sẽ là claim. Trong train á là mình phải viết trong ngoặc như vậy đó. Và cái family á là cũng viết trong ngoặc là binomial. Ok, phải không? Bây giờ bây giờ mình phải nói cho nó biết cái gọi là training control á, TR control là lấy từ đâu? Là lấy từ cái control trên này nè các bạn. Đấy, là lấy từ control. Thì dưới cái hàm này á là chúng ta yêu cầu nó fit cái mô hình với cái biến phụ thuộc là outcome. Và đây là những cái biến mà nên nhớ, biến outcome là numeric phải không? 0 với 1. Và những cái biến mà tiên lượng là như thế này. Thì các bạn sẽ thấy sao? Nó không có chịu fit. Là bởi vì nó nói rằng là cái biến mà outcome này á là cái biến numeric. Đối với glim thì nó ok, nhưng mà đối với mà carriage nó không ok. Thành ra bây giờ mình sẽ thay đổi lại. Bây giờ mình thay đổi cái biến này á thành y thử ra nó chịu không? Thì y thử ra chịu không? Nó cũng không chịu nha các bạn. Nó không chịu. Bây giờ nếu mà tôi thay đổi y nó vẫn là biến character nhưng mà nó không chịu. Bây giờ 0 1 bây giờ tôi thay đổi bằng biến db. DB là nó có hai giá trị thôi, là nó có giá trị yes và no thôi. Để coi thử anh nó chịu không. Bây giờ thì nó lại chịu các bạn. Như vậy thì cái bài học thứ hai ngày hôm nay á, là đối với cái chương trình mà carriage á, dùng cho machine learning á, và nếu mà chúng ta dùng mô hình hồi quy logistic thì cái biến phụ thuộc phải là biến character và phải có giá trị yes hay là no trong trường hợp này. Trên này nó không chịu, một cái zero nó vẫn không chịu. Tôi thấy cái này nó cũng hơi gọi là hơi khó khăn ha, đó là hơi khắt khe chứ, nó quá khắt khe. Ok, vậy thì bây giờ các bạn có thể xem mình summary cái biến fit này thử coi, cái đối tượng fit này coi nó ra làm sao. Thì đây là đối tượng fit, nhưng mà chúng ta không biết rằng là cái biến outcome ở đây á, cái giá trị outcome ở đây là yes hay là no các bạn, chúng ta không biết. Nó để một cách để mà kiểm tra thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái hàm glim thử coi, bởi vì cái hàm glim chúng ta biết chắc chắn á là nó phải là giá trị là bằng một, cái outcome nó, cái giá trị outcome nó phải bằng một. Thành ra là tôi sẽ nói y chúng ta biết là character phải không, là 0 1, và tôi sẽ nói đó là cái hàm cái biến tiên lượng là age pregnancy, mình sẽ làm giống y chang như vậy, và glucose data là bằng df, tức là mình dùng cùng một cái data, và cái family là bằng binomial. Ok, thì như chúng ta thấy như thế nào? 0.008, 0.108, 0.036, tức là y chang như trên này, y chang như trên cái machine learning. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái machine learning này nó ước tính là gì? Nó ước tính cho cái giá trị là bằng yes, giá trị, bởi vì cái biến mà phụ thuộc chúng ta là DB, biến cho cái giá trị đó là bằng yes. Ok, sau khi mà chúng ta biết như vậy rồi á, thì chúng ta thử quay lại cái đối tượng fit của machine learning mình coi làm sao. Thì nó cho thấy chúng ta, nó cho thấy là cái giá trị cái rocker, cái diện tích dưới đường biểu diễn là 0.81, cái độ nhạy á, tức là sensitivity á là 0.87. wow, rất là tốt hệ. Cái độ mà đặc hiệu á, tức là specificity á, thì nó 0.50. Không có tốt mấy. 0.50 với độ đặc hiệu có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái xác suất
hay là cái tỷ lệ mà dương tính giả là nó bằng 50%, bởi vì tỷ lệ dương tính giả là bằng 1 trừ cho độ đặc hiệu đó các bạn. Như vậy thì cái mô hình của mình nói chung thì nó cũng không đến nỗi tệ, nó chỉ tốt vì vẫn nó nhận ra những cái người mà bị tiểu đường thôi, chứ nó không có tốt nhận ra những người không mắc bệnh tiểu đường. Ok, thì đó là một cái cách mà chúng ta biết cái cách vận hành cho nó. Bây giờ là chúng ta sẽ quay lại với cái cách mà chúng ta đánh giá nó bằng cách mình chia cái dữ liệu thành hai nhóm. Thành ra tôi sẽ clear cái màn ảnh này các bạn. Ok, tôi sẽ ở đây là tôi sẽ ghi chú ở đây là mình nói rằng split tiếng sample. Thì tôi sẽ tạo ra một cái biến nó gọi là index, và mình có thể đặt tên cái gì cũng được, và dùng cái hàm gọi là create data partition. Đây là một cái hàm trong Keras, và mình partition cái gì? Mình partition từ cái dữ liệu mà gốc của nó đó, tức là df, và partition cái gì? Partition cái biến y với hoa quên nữa. Có thể mình partition db cũng được các bạn, db cũng được. Và cái xác suất là bằng 0.7, và cái list sẽ là bằng false. 0.7 ở đây ý tôi nói rằng là 70% là sẽ dành cho training cái mô hình. Xin lỗi, thiếu chữ A ở đây. Ok, bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái data, tôi gọi là train, là lấy từ là df, nhưng mà chia theo cái chỉ số mà index như thế này, còn đằng sau cái dấu phẩy này á mà không có gì á, có nghĩa là lấy tất cả các cột. Kệ nó, nó warning kệ nó, hơi khó chịu một chút. Còn cái test dataset á là ngoại trừ cái index, thì các bạn có thể xem cái file df của mình á là có 768 dòng, cái file mà training của mình á là có 538 dòng, và cái file test này á là 230 dòng. 230 chia cho 768 thì các bạn biết chính xác là nó 30%, tức là nó giống như, đương nhiên nó phải làm theo cái ý định của mình ở trên này. Bây giờ cái bước thứ hai nữa là tôi sẽ training cái mô hình, training model. Khi mà training mô hình á thì tôi phải cần phải có một cái training parameter các bạn. Thành ra là tôi sẽ lấy cái training parameter ở trên này, là bằng CV phải không? Và tôi cũng sẽ training y như vậy, nhưng mà cái dữ liệu bây giờ nó không phải là DF nữa, mà là dữ liệu train. Đây. Và tất cả đều là giống như trên kia cả thôi các bạn, nó không không có gì khác nhau cả. Thì bây giờ là các bạn có thể xem thử coi cái fit này bao nhiêu, thì nó nói rằng cái diện tích dưới cái đường, nên nó nhớ rằng là mình làm trên cái dữ liệu là training nha. Là cái rock diện tích dưới đường biểu diễn là 0.8, cái sensitivity tức là độ nhạy là 0.816, tức là cũng rất gần như hồi nãy như 0.87. Cái độ mà đặc hiệu là 0.49, tức là 49%, cũng rất là giống như hồi nãy là 50% khi mà chúng ta phân tích trên mà tổng số trên toàn bộ cái dữ liệu. Thì nếu mà các bạn muốn xem cái tham số của nó thì summary fit, thì đây là những cái tham số của ba cái biến này. Như như các bạn thấy rằng cái biến mà độ tuổi là nó không có ý nghĩa thống kê. Nhưng mà trong machine learning thì chúng ta không quan tâm đến chuyện có hay không có nghĩa thống kê, có lẽ là chúng ta quan tâm nhiều hơn là cách mà nó tiên lượng nó có chính xác hay không. Thì để mà tính mà cái giá trị mà tiên lượng á cho cái dữ liệu test, cái này là cái nó training thôi, bây giờ mình tính cái giá trị tiên lượng test, thì tôi sẽ tạo ra cái biến mới, tôi sẽ tạm gọi nó là pred đi, pred, và tôi dùng cái hàm gọi là predict. Predict là cái hàm rất là chung trong R đó các bạn, không cần cái practice nào cả. Predict cái gì? Predict từ cái mô hình fit, từ mô hình này nè, mô hình mình training đó. Predict trên cái dữ liệu nào? Cái dữ liệu đó là test. Hồi nãy chúng ta có dữ liệu test á, thì các bạn sẽ thấy á là nó sẽ tính cho chúng ta cái dữ liệu, nó sẽ tính cho là cái giá trị test, cái giá trị mà predict này nè, trên test. Bây giờ tôi sẽ head để cho các bạn ấy, head s data
frame của cái dữ liệu test, của data frame test, thì các bạn thấy, ủa sao không thấy gì trên này? Pret đây các bạn, pret ở đây đó là nó có yes and no này phải không? Đấy, tức là cái đối tượng mà số, tôi ghét dùng chữ đối tượng, cái này đối tượng là dùng là giống như con vật chứ không đúng. Đây là người phụ nữ thứ nhất là không có mắc bệnh tiểu đường, thì cái mô hình mình nó cũng tiên lượng không mắc bệnh tiểu đường. Nhưng mà người phụ nữ số 3 này nè, người ta mắc bệnh tiểu đường, nó mô hình mình tiên lượng người ta không mắc bệnh tiểu đường. Thì cái đó là cái press, nhưng mà các bạn thấy là có một cái cách để mà chúng ta tính khác nữa. Là bây giờ là tôi sẽ dùng cái chữ là tôi đặt cái tên predicted. Nhưng mà bây giờ ở đây á, tôi thêm một cái đối số time này á, là bằng prop. Time này là bằng prop các bạn. Thì các bạn sẽ thấy á, là nó sẽ tạo ra một cái hai cái biến mới là predicted chấm no. Predicted cái biến mới á, mình nói nó là predicted nhưng mà thật ra nó tạo ra hai cái biến predicted chấm no và predicted chấm yes. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy cái hành vi, tức là cái behavior của nó, làm sao nó biết cái này là no hay là yes, nó predicted hay là yes. Thì các bạn thấy là gì, là nó dựa vào cái xác suất này nè. Nếu mà cái xác suất này mà trên mà 0.5 á, nếu mà cái xác suất mà no mà trên 0.5 á là nó sẽ nói là no. Nếu mà cái xác suất mà yes mà trên 0.5 á là nó sẽ nói là yes. Như các bạn thấy phải không? Như vậy thì ở đây á là chúng ta có ba cái biến số predicted. Cái biến số thứ nhất là chỉ yes hay là no dựa vào cái xác suất là 0.5. Cái biến số thứ hai là predicted no, cũng là dựa vào cái xác suất nhưng mà nó là một cái biến liên tục. Kế tới là predict yes cũng là biến liên tục. À, như vậy thì bây giờ là đến cái phiên mà chúng ta phải tính toán xem là cái giá trị mà AUC ở cái data test nó là bao nhiêu. Thì để mà làm cái đó thì chúng ta cần một cái package đó, gọi là CA tool. Hồi nãy là tôi đã load rồi nhưng mà tôi load lại lần nữa cho các bạn xem. Thì trong cái hàm, trong cái CA tool nó có một cái hàm gọi là code. Câu là column cột AUC, và mình nói rằng là nếu mà tôi muốn tính là cái predicted tôi phải nói nó là test, là pred, tức là cái này nè, và cái biến mà thực tế của nó test là db, thì các bạn thấy nó đòi hỏi là gì? Nó nói rằng á là để mà tính cái giá trị mà gọi là AUC này á, là nó đòi cái biến x phải là biến numeric. Ê, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại ở đây là mình sẽ bị cái biến pred này nó không phải numeric, thành ra là tôi sẽ nói là predicted yes, tôi sẽ nói rằng ok predicted yes, và cái biến mà outcome của mình á là tôi sẽ nói là outcome. Nó cũng không có chịu, tại sao nó không chịu ta? Nó nói rằng predicted chấm yes nó không có chịu phải không? Tại sao? Để con nó nói gì? Data must be a vector, AUC x must be a numeric. Ok, cái này nó hơi phức tạp ha nhỉ? Cái này sẽ kỳ vậy ta. Để coi predict hay là tôi sẽ nói rằng á là predict test outcome cũng không chịu. Ủa, nãy mình đâu có biến predict, mình biến pred chứ hả? Ở đây trên này mình có biến pred, nó không chịu. Ok, như vậy thì thay vì cái biến là outcome vậy thì tôi gọi nó là db coi chịu không? Cũng không chịu. Ok, bây giờ mình sẽ predict yes, nhưng mà cái biến này db thì có chịu không? Cũng không chịu. Cái biến outcome là y cũng không chịu. Lạ hề. Tại sao vậy? Hồi nãy tôi đã thử trước mà nó đã chạy mà tại sao kỳ vậy ta? Biến predicted yes là đúng rồi phải không? Để coi tôi quay lại cái note cho tôi hồi nãy thứ test predicted.
À, chết, quên cái factor các bạn. Ok, cái này là lại thêm một cái nữa để mà tôi hướng dẫn các bạn là nó có cái factor. Đấy, thế nó là vấn đề thế này. Là mình phải làm sao mà cho hồi nãy á, là các bạn thấy để tôi clear màn ảnh này. Khi mà chúng ta mà nếu mà tôi lấy cái table này các bạn, nếu là table này test là press thì nó sẽ list cái no này trước, cái yes này sau. Và nếu mà tôi nói cái test này á, mà cái outcome đó các bạn, thì nó sẽ nó zero trước rồi một sau, đúng không? Thành ra là bây giờ tôi muốn làm nó làm sao mà cho nó tương đương với nhau. Thành ra là tôi sẽ tạo ra một cái biến mới. Tôi nói rằng không phải tạo ra biến mới, tôi bắt buộc nó phải theo một cái thứ tự. Là ở đây là tôi nó sẽ nói nó press test press là bằng factor, cái này đương nhiên cái biến này là biến factor là test press, và cái level á là tôi sẽ nói rằng nó là list là tôi biến z trước, và cái biến cái giá trị là no là sau. Đấy, thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái biến mà db á, tôi cũng bắt buộc nó phải làm như vậy, tức là phải z trước rồi no sau. Thì bây giờ là chúng ta có thể làm cái confusion matrix của cái giá trị tiên lượng của chúng ta là test là press và test cái giá trị quan sát là db. Thì ở đây á, là như các bạn thấy là nó báo cho chúng ta biết rằng nó là cái bảng số liệu trên này rất là quan trọng. Bây giờ là nó yes no chứ không phải là no yes nữa, bởi vì ở trên này chúng ta bắt buộc nó là phải làm theo cái thứ tự là yes và no chứ không phải là no và yes. Đấy, như vậy thì các bạn thấy là 41 này nè, tức là trong số mà 80 người mà có mắc bệnh tiểu đường đó, bởi vì cái cột mà reference chỗ này nè là 80 người mắc bệnh tiểu đường đó, thì 41 người đó là mình tiên lượng đó là mắc bệnh tiểu đường, là như vậy thì cái sensitivity chứ là 51%, còn cái specificity là 90%, tức là trong số 150 người mắc bệnh tiểu đường này, 15 đến 135 thì mình tiên lượng 135 người, 135 trên 150, vậy là cái độ mà đặc hiệu của nó là 90%. Còn cái accuracy này thì tôi không mặn mà đến nó mấy, bởi vì nó chịu ảnh hưởng bởi cái giá trị no. Thì trong trường hợp này á là nó cho chúng ta cái giá trị về độ nhạy và độ đặc hiệu. Hồi nãy các bạn nhớ cho là nó nói rằng cái độ khi mà chúng ta mà dùng cái training dataset á, nó nói rằng cái độ nhạy á, là hình như là 0.87 gì đó, và độ đặc hiệu là 0.5, nhưng mà cái đó nó sai. Đáng lẽ là cái độ nhạy hồi nãy á, nó chính là độ đặc hiệu, và cái độ mà đặc hiệu hồi nãy á, nó chính là cái độ nhạy, bởi vì cái nó mismatch cái cách mà gọi là nó mô hình giữa cái giá trị yes hay giá trị no, hay là giá trị một hay giá trị zero. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại tính toán cái AOC coi. AOC hồi nãy là test, là để coi test tại sao mà nó không có tính hồi nãy cho tôi ta. Để tôi quay lại cái nốt cho tôi, những cái nốt cho tôi nãy là nó này tôi đã thực hành trước thì nó chạy ok. Test prep. Ok, hồi nãy các bạn nhớ cho là chúng ta có một cái đây 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 đâu mất tiêu rồi. Cái biến mà press đó các bạn, cái biến predicted chứ, quên nữa, cái biến mà predicted đó là hồi nãy chúng ta, để tôi quay lại các bạn thấy biến predicted nó mất tiêu rồi. Biến predicted đó là các bạn thấy là chúng ta đã có cái chữ gọi là type bằng probability nè. Thành ra là bây giờ để mà tính toán cái AUC á, là mình sẽ dùng cái hàm gọi là column AUC và cái test là predicted, tức là cái giá trị này nè, và cái biến outcome á,
là hình như mình gọi là outcome, cái tên nó là outcome, thì nó cho chúng ta biết rằng là cái AUC là bằng 0.81, bây này nó yes hay no, thành ra là hai giá trị nó bằng nhau. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn thêm một cái đối số ở đây nữa, là mình thêm cái đối số ở đây, là mình nói rằng nó là plot là bằng true thì phải, thì nó sẽ vẽ cho chúng ta cái biểu đồ mà rock và diện tích dưới đường biểu diễn ở đây á, là nó tính cho mình luôn. Đấy, thành ra là ok, như vậy thì cái bài học mà số 3 ở đây á, là các bạn phải rất ư là cẩn thận nha, cẩn thận với cái cách mà nó đưa ra cái bảng mà nó gọi là confusion matrix á, là mình phải coi cái positive class nó là yes hay là no nha. Nếu mà nó là yes thì á, là cái cột đầu tiên này á, là dùng để mà tính cái độ nhạy. Còn nếu mà nó no á, thì cái cột đầu tiên á, là nó trở thành độ đặc hiệu. Đấy, thành ra là, và các bạn cái cách mà để mà mình trick nó đó, là mình nói cho nó biết đó, là mình nói là nó là tôi muốn yes đầu tiên là no sau. Và mình sẽ làm như vậy cho cả cái biến tiên lượng và biến quan sát được. Còn cái AUC này á, mặc dù là cái dữ liệu của mình, đâu mất tiêu rồi, này là sao? Mặc dù cái dữ liệu của mình á là nó không có cái biến đó, tức là không có cái biến mà gọi là predicted này nè các bạn, nó không biến predicted, mà nó là predicted yes và predicted no. Nhưng mà để mà tính cái giá trị AOC thì mình vẫn phải dùng cái biến gọi là predicted, chứ không để nào nói là predicted.yes được. Đấy. Và cái biến outcome thì nó dễ. Nhưng mà nếu mà giả sử như các bạn dùng cái biến này á, nó hơi khắt khe một chút. Nếu mà tôi dùng cho while thì nó chịu không nha. While là cái biến gọi là chỉ cái 0 với 1, nó cũng chịu. Nếu mà tôi dùng cái này cho cái biến DB, nó chịu không? Nó cũng chịu. Như vậy thì cái quan trọng là cái biến này, chứ không phải là cái biến quan sát mình. Đó là bài học số 4. Tôi nghĩ rằng đó là nãy giờ cho mình cũng tiêu ra 30 40 phút rồi, chắc có lẽ là tôi sẽ ngưng ở đây, và hy vọng rằng cái phim thực hành này là đã giúp cho các bạn hiểu sâu hơn về cái sự mà vận hành của cái chương trình Carrot, và cái mô hình mà hồi quy tính hồi quy logistics trong machine learning. Tôi sẽ ngưng ở đây, tôi sẽ click cái này.